最孤单的时候，感谢你陪在我身旁。当我的天空变成黑色，找那颗守护的星光。当我转过身眺望那个最美最好的愿望，才发现还在那远方。你是我眼中的山川和海洋，比星空还明亮，为我指引着方向。这路上会有风浪吗？我不害怕，因为有你给了我最温暖的力量。Phim được thuyết minh bởi YoYo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 12. Tôi tin con gái tôi. Có lẽ thành tích nó không được hoàn hảo, có lẽ nó bướng bỉnh, nhưng tuyệt đối nó sẽ không hại người, đặc biệt là dùng thủ đoạn tồi tệ này. Tôi tin con gái tôi 100%. Mà anh và cả nhà trường đang tạo một vết thương tàn ác đối với con bé. Điểm này là một người mẹ tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Giáo sư Ninh, tuy bây giờ không có chứng cứ xác thực để chứng minh chắc chắn là do Hạ Nhụy Ninh làm, nhưng kết quả điều tra hiện tại cho thấy hiểm nghi của Hạ Nhụy Ninh là lớn nhất. Alo, viện trưởng. Đã đình chỉ rồi. Là nhóm chúng tôi thảo luận quyết định. Được, tôi biết rồi. Được, tạm biệt. Giáo sư Ninh, nếu cô đã mời được Đại Bồ Tát thì cần gì phải đến tìm tôi? Dì Ninh, đúng rồi, còn thư viện đại học Tây Lăng, hàng đông. Cậu nhìn con đường rợp bóng đó, lúc tôi lên đại học đã có rồi. Thế nào? Rất đẹp. Hai mươi mấy năm rồi, chẳng hề thay đổi. Ông già, tôi ở trong xe chờ ông. Không ngờ Đại Bồ Tát đó là anh sao? Tiểu Mạc, cho dù thế nào cũng cảm ơn anh. Bạn Hạ Nhụy Ninh, dì là... Tôi là mẹ của Dạ Lẫm và Dạ Miểu. Chào dì. Trước đây chúng ta từng gặp một lần. Dì có thể gọi cháu là Nhụy Ninh không? Dạ được ạ. Vậy có thể tìm chỗ ngồi xuống nói vài câu với dì không?
Dạ được. Người đàn ông này là ai? Tại sao lại gặp nhau ở nơi hẻo lánh như vậy? Nhụy Ninh, cháu rất giống mẹ cháu hồi trẻ. Dì à, dì từng gặp mẹ cháu hồi trẻ sao? Xem ra bà ấy chưa từng nhắc với cháu. Vậy khi nào dì rảnh, hoan nghênh dì đến nhà cháu. Đến chơi thì không cần. Dì cảm thấy hai nhà chúng ta không thích hợp gần gũi quá. Dì à, dì Nhụy Ninh, dì không rõ cách linh mạc giáo dục cháu là thế nào, nhưng mà trong chủ đề hot nhất trong diễn đàn trường của cháu, cơ bản đều liên quan tới cháu. Dì à, mấy chủ đề đó đều là bịa đặt. Cháu chưa từng động tay vào các dụng cụ. Đúng, cho dù là bịa đặt. Vậy cái khác thì sao? Cái khác là cái nào ạ? Video của Dạ Lẫm, dì thấy ở ngoài cửa sổ ký túc xá cháu treo rất nhiều bong bóng. Cái này chắc là thật rồi đúng không? Còn nữa, khi các cháu học quân sự, cháu và Dạ Miễu giành được giải thưởng cùng một diễn đàn, mà tên hai đứa con trai gì đều bị đưa lên vì cháu. Rốt cuộc cháu đã làm những gì mà hại chúng ra nông nổi như thế? Một đứa con trai đi treo bóng cho cháu, một đứa khác bị hại xém chút nữa là gãy tay. Mẹ cháu không có dạy cháu, con gái phải có giáo dục sao? Phải. Dì biết Dạ Lẫm rất muốn vào Thanh Nhụy Đường, nhưng đó chỉ là ý nguyện của một mình nó. Xem ra dì không can thiệp là không được. Cho nên phiền cháu chuyển lời với mẹ cháu, Dạ Lẫm sẽ không bái sư. Cho dù muốn bái, Quỷ Phù Lam của dì cũng rất nhiều chuyên gia lớn để nó bái làm thầy. Có hiểu chưa? Dì à, cháu hiểu rồi. Dì biết chứ, cháu là một đứa trẻ thông minh. Được rồi, cháu về nhà đi. Đúng rồi, từ đây về sau đừng tới bệnh viện nữa. Dạ Miễu có rất nhiều người có thể chăm sóc nó. Dì à, xin chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Cái gì muốn dạy dỗ cháu đã dạy dỗ xong rồi. Vậy cháu có thể nói ra đáp án của mình không? Đầu tiên, hai chủ đề đó không phải cháu đăng. Nhưng quả thật, cháu đã liên lụy Dạ Lẫm và Dạ Miễu. Điểm này, cháu nên xin lỗi họ. Nhưng có tha thứ cho cháu không, cũng nên do họ tự quyết định. Thứ hai, chuyện Dạ Lẫm bái sư là anh ấy tự đến cửa. Có nhiều lần đề cập với mẹ cháu ở các sự kiện. Cho nên, cho dù gì muốn phản đối, không cho anh ấy bái sư, cũng nên do anh ấy tự đến Thanh Nhụy Đường đề nghị. Thứ ba, vừa rồi dì hỏi cháu, mẹ cháu có từng dạy dỗ cháu những vấn đề liên quan đến giáo dục con gái cần có. Cháu trả lời là có. Có thể dì không tin. Nhưng quả thật mẹ cháu từng dạy dỗ cháu một điểm khác. Đó chính là bà ấy sẽ không ở trước mặt người khác mà mỉa mai mẹ người khác. Điểm này cháu tự hào về bà ấy. Đó cũng là cách giáo dục cháu nghĩ. Dì à, dì thấy thế nào? Sao lại không kiên nhẫn thêm chút nữa chứ? Mẹ Dạ Lẫm và Dạ Miễu cũng bị mình chọc tức rồi. Không đúng. Tại sao mình phải nhịn chứ? Nói mình được, nhưng nói mẹ mình là không được. Phải trút giận lại. Trút giận. Nhưng mình vẫn nên khách sáo một chút. Bà ấy là mẹ của Dạ Lẫm và Dạ Miễu mà.
Chị Thái, đều tại Nhụy Ninh, hại chị phải giúp tôi làm lại. Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi, nó lấy thức ăn chó đi làm gì? Không sao, làm lại cũng không tốn bao nhiêu thời gian, huống chi đều là cô làm mà, tôi chỉ phụ ích thôi. Chờ nó về tôi sẽ nói nó. Thôi đừng nói làm gì, Nguyễn Ninh là đứa bé ngoan, luôn giúp tôi chăm sóc A Chân nhà chúng tôi. Tôi cảm ơn nó còn không kịp. Hai đứa nó chăm sóc lẫn nhau thôi. Tiểu Chân là một đứa bé rất ngoan, lại còn rất hiểu chuyện, thành tích thì rất tốt. Con người tôi cả đời này không có bản lĩnh gì, chỉ có sinh ra đứa con gái này là chuyện tốt thật sự. Có khi tôi nghĩ, cho dù có ngày tôi nhắm mắt xuôi tay xuống mồ đoàn tụ với bố nó, thì tôi cũng không còn liên tiếc gì. Con về rồi, Nhụy Ninh. Để tôi. Nhụy Ninh, đi đâu về trễ như vậy? Con đi thăm Husky. Husky, hẹn chi con lấy thức ăn cho chó đi. Husky nhà ai vậy? Mẹ, con hỏi mẹ, có phải mẹ quen? Nói mẹ biết mình bị mẹ dạy lẫm dạy bảo một trận, chỉ khiến bà ấy đau lòng hơn thôi. Nói không chừng trong lúc tức giận sẽ không nhận anh ấy làm học trò. Thôi bỏ đi, không nên nói. Quen gì? Quen Husky ở căn biệt thự đối diện à? Biệt thự đối diện không phải là chó săn dịch sao? Vậy sao? Vậy chắc con nhầm rồi. Con nhìn nhầm. Phải bổ sung thêm dinh dưỡng. Dì Thái, dì Thái à, chúng ta ăn gì? Đứa nhỏ này. Phương Duyên, chuyện gì? Dạ lắm, dạ Miểu vừa gọi đến nói thương thế cậu ấy nghiêm trọng, không thể tham gia biểu diễn. Phải làm sao đây? Cái gì? Thương thế nghiêm trọng. Em ấy tự nói với cậu à? Phải. Vậy thế này đi Phương Duyên, chúng ta thử nghĩ xem có ai thích hợp hơn không. Thật ra bộ phận tuyên truyền chúng tôi có thương lượng rồi, nếu đổi người thì người thích hợp nhất chính là cậu. Tôi? Vị trí đại khái là ở đây. Tranh thủ thời gian tập dượt tạm thời. Hôm nay tôi gọi cô qua chủ yếu là muốn thử hiệu ứng ánh sáng sân khấu. Thẩm Chân cũng chỉ có thể nhờ vào cô phối hợp thôi. Xin chị yên tâm, phối hợp là chắc chắn rồi. Nhưng mà Dạ Miểu bị thương ở tay trái, hơn nữa chỉ là trẻo tay, chắc sẽ không ảnh hưởng động tác quá nhiều. Tại sao phải đổi cậu ấy? Cô cho rằng tôi muốn đổi người lúc này sao? Là Dạ Miểu tự đề nghị. Yếu ớt không được gì. Cậu ấy tự đề nghị, chứ không thì sao? Vậy giờ phút quan trọng này có thể đổi ai? Không ai thích hợp hơn cậu ấy đâu. Đổi tôi. Thẩm Chân, xin lỗi. Có lẽ cô cần làm quen một lần nữa với một bạn diễn mới. Dạ lắm, chị Phương Duyên, phiền chị xem tập tin nhạc này đúng không? Đến đây. Hai bạn này, phiền hai bạn đứng ra chỗ ánh đèn một chút, để tôi xem thử ánh sáng. Cảm ơn. Thẩm Chân, chuyện than Phượng Hoàng có lẽ chỉ là một hiểu lầm. Hiểu lầm? Thật ra hai hôm nay anh vẫn luôn điều tra. Than Phượng Hoàng quả thật có linh kiện bị lỏng, nhưng em không thể chứng minh nó là bị người phá hoại. Cho nên ý của anh là muốn cho em biết là do em xui xẻo đúng không? Lúc Hà Nhụy Ninh leo lên thì không có chuyện gì, đến khi em leo lên thì bị hư. Cái thang vốn đã cũ rồi, là được dùng trong tiệc tốt nghiệp 3 năm trước. Nếu em không tin, có thể đi điều tra video tài liệu lúc đó. Nó được để trong phòng công cụ 3 năm, sau đó lấy ra sơn một lần. Nhưng em không thể loại trừ chuyện lúc giờ thang có thể linh kiện đã bị lỏng, đúng không? Thẩm Chân, hiện giờ chủ đề cung tâm kế đó trên diễn đàn trường còn là những bình luận ác ý, nói Nhụy Ninh như một nữ sinh vô cùng xấu xa. Nhưng anh em đều biết cô ấy là người thế nào.
Nói cho cùng, em cũng là bạn của cô ấy, cũng là đương sự của câu chuyện này. Cho nên anh hy vọng em có thể để lại vài lời bình luận trong chủ đề trên diễn đàn đó không? Đàn anh, em hiểu ý anh, nhưng rất xin lỗi, em không phải là bạn của cô ta. Thật ra từ nhỏ tới lớn, em luôn bị tất cả mọi người coi thường. Em cũng muốn đến kết bạn với người như cô ta, nhưng làm sao có thể kết bạn được? Em đã từng thử lấy lòng cô ta, nhớ ngày sinh và sở thích của cô ta, nhưng như vậy có ích gì không? Em với cô ta căn bản không cùng thế giới. Cô ta là công chúa, còn em chỉ là một chú lùn không quan trọng ở phía sau công chúa. Cô ta làm gì cũng được vỗ tay, nhưng em thì sao? Em làm gì cũng bị xem thường. Lần biểu diễn này là lần đầu tiên em được nhiều người nhìn mình. Tuy đó chỉ là một dài, chỉ là một đoạn ca kịch chưa đến 10 phút, nhưng nó là thứ Hạ Huyền Ninh không thể nào đạt được. Vốn dĩ em cho rằng lần này em có thể để mọi người nhìn nhận rõ về em. Nhưng mà đàn anh biết không? Anh biết cậu ấy nói gì không? Niềm vui của thành công không phải là vì chính sự thành công, mà là khi ta thành công, bên cạnh mình có người ở bên cùng chia sẻ. Nhưng mà đàn anh, em không có. Cậu ấy chỉ dùng một câu, một câu rất đơn giản, đã đánh tan sự tự hào mà em vừa mới có được một cách nhẹ nhàng. Thẩm Chân, xin lỗi. Anh biết lúc này anh nói những lời này rất không đúng lúc, nhưng mà nếu như bây giờ chuyện này không chấm dứt, đối với hai người đều là sự tổn thương. Ánh sáng ok. Đàn anh, người tổn thương rõ ràng chỉ có em. Nghị Ninh, sai rồi. Sai rồi sao? Con xem màu sắc đậm nhạt khác nhau bao nhiêu, bỏ vào trong này. Nếu là Dạ Miểu, cậu ấy nhất định sẽ phát hiện ra. Mắt của cậu ấy rất lợi hại. Thằng bé có nhận biết về màu sắc tuyệt đối. Nhận biết về màu sắc tuyệt đối. Mẹ cũng là nghe từ bác Ngôn nhắc tới. Dạ Miểu đối với màu sắc có độ nhạy bén và nhận biết còn chuẩn hơn cả máy tính. Hèn chi bác Ngôn lại thích cậu ấy như vậy. Sao vậy? Mặt mày nhăn nhó. Không cần lo lắng chuyện đình chỉ học nữa. Con không lo. Con chỉ thấy bình thường nhìn con có vẻ như có rất nhiều bạn tốt, nhưng đến lúc quan trọng, số người chọn lựa tin tưởng con lại không nhiều. Mẹ, Có phải con thật sự đã làm sai gì không? Có phải thật sự khiến người khác thấy ghét? Bất luận thường ngày con làm những gì, nhưng con luôn luôn không thể khiến cho tất cả mọi người đều yêu thích con.
nhưng con chịu tĩnh tâm lại, suy nghĩ xem có phải vấn đề của bản thân hay không, thì mẹ cũng đã cảm thấy vui rồi. Mấy ngày này con không phải được nghỉ sao? Mẹ dẫn con đi chơi. Con muốn đi đâu? Không đi thì hơn ạ. Viện bảo tàng liên tục hối thúc mẹ sửa lại bức họa này. Hay là thôi ạ? Dù sao mẹ cũng phải đi mua bổ sung nguyên liệu màu. Hay là chúng ta đến thị trấn nhỏ nhà bác Ngôn đi. Không khí ở đó cũng tốt, phong cảnh đẹp. Chúng ta đến đó ở mấy ngày xem như thư giãn. Có được không? Đương nhiên là được. Vậy bây giờ con đi thu dọn hành lý. Còn gấp cái gì chứ? Muộn thế này rồi. Ai vậy? Dì Ninh. Tiểu Chân. Cháu về rồi sao? Cháu về thu dọn đồ đạc. Nhụy Ninh, cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vậy cậu đến phòng tôi nói đi. Cậu có chuyện gì thì nói đi. Dạ Miểu bỏ diễn rồi. Có phải cậu đã làm gì không? Thẩm Chân, cậu có thể đừng đổ lên đầu tôi khi có bất cứ chuyện gì xảy ra không? Cậu còn muốn nói thế nào chứ? Câu này tôi nên hỏi cậu mới đúng. Cậu ép Dạ Miểu bỏ diễn. Dạ làm gì cậu mà cầu xin mình trên sân khấu? Hạ Nhụy Ninh, cậu đúng là cao tay. Được, vậy cậu hỏi Dạ Miểu đi, xem chuyện này có liên quan tới tôi không? Cậu đừng tưởng tôi không biết. Cuộc gọi này của cậu có được ra sự thật không? Thẩm Chân, cậu ở trước mặt mọi người vu cáo tôi làm hỏng đạo cụ của Phượng Hoàng, tát tôi trước mặt mọi người, còn đăng status mắng tôi cho mọi người like. Tôi có nói nặng nhẹ gì với cậu chưa? Cậu tưởng tôi không để tâm sao? Những lời chỉ trích, nước bẩn và sỉ nhục, cậu tưởng tôi nhìn thấy cũng không biết buồn sao? Tôi không phải không có tâm gan mặt mũi, tôi rất để tâm. Mỗi đêm tôi thức giấc vì khóc, ban ngày tôi còn phải nói với người khác tôi không sao không sao. Tôi quen biết cậu lâu như vậy, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì khiến cậu hận tôi như vậy? Hận đến nỗi dồn tôi vào chỗ chết. Bây giờ tôi đã ngừng lên lớp, cậu còn muốn thế nào nữa? Đủ đến nhà tôi, có cần tát tôi thêm một tát nữa không? Cậu tưởng tôi không dám sao? Đánh đi, cậu đánh đi. Thẩm Chân, cô làm gì vậy? Sao cô lại đánh Nhụy Ninh? Cô giáo Ninh đều tại tôi, là do cô không dạy dỗ nó tốt. Xin lỗi là cô không tốt. Cô luôn tưởng rằng thành tích của nó tốt, tâm địa nó tốt. Cô không ngờ nó lại làm chuyện này ở trường. Cô không ngờ nó lại đánh người, hơn nữa lại là đánh cháu, hại cháu bị đình chỉ học. Điều là lỗi của cô, điều do tôi dạy dỗ không tốt. Chị Thái, chị đừng như vậy. Đây là chuyện giữa hai đứa trẻ, để bọn chúng tự giải quyết đi. Nhụy Ninh, cô Thái ở nhà cháu 10 năm rồi. Cô nhìn con lớn lên, cô biết con là đứa bé ngoan. À Chân, mẹ có dạy con có ơn phải báo chưa? Ai cung cấp cho con đi học? Ai cho con tiền ăn uống tiêu dùng hả? Tiền, tất cả đều là vì tiền. Bởi vì tiền nên con thấp hơn cậu ấy một bậc sao? Người ngã từ Phượng Hoàng xuống là con. Con mới là người bị hại. Tại sao không một ai tin con? Tại sao ai cũng chỉ trích con như vậy? Cậu ấy có tốt vậy không? Cậu ấy mới là người có lòng dạ rắn rết, câm miệng. Chị Thái, con xin lỗi người ta ngay. Con bây giờ xin lỗi Nhụy Ninh ngay.
con. Cô giáo Ninh, Ngụy Ninh, tôi xin lỗi hai người. Điều là lỗi của tôi, là tôi dạy dỗ nó không tốt. Không sao chị Thái, không sao. Bọn trẻ quậy phá đánh nhau vậy thôi, không sao đâu. Tôi muốn vẽ một bức tranh phác họa, cậu có thể làm người mẫu cho tôi không? Chẳng trách mình thấy Dạ Miểu dễ cho Thẩm Chân, hóa ra là chủ ý của cậu. Vì để giữ chân Thẩm Chân, cậu xé tấm ga giường của mình thì thôi đi, còn tiền để dưới tấm ga đâu? Đó là phí sinh hoạt cả tháng của tôi. Thẩm Chân, mấy gói bánh nát này là của đội bóng rổ phát miễn phí, căn bản là không ai muốn ăn. Cậu không phải là muốn ăn nó đấy chứ? Nếu như cậu không phục, vậy cậu nói với dì Thái rời khỏi nhà họ Hạ đi. Từ nay về sau, cậu không cần hầu hạ gì đại tiểu thư như tôi nữa. Cậu ấy mới là người có lòng dạ rắn rết. Câm miệng. Chị Thái, con xin lỗi người ta ngay. Con bây giờ xin lỗi Ngụy Ninh ngay. Tôi cái gì cũng không có, chỉ có lòng tự tôn tội nghiệp. Nhưng mà các người ngày hôm nay, ngay cả sự tự tôn còn sót lại của tôi cũng tước đoạt. Không có một ai đứng về phía tôi, cho dù là chỉ nói một câu. Thẩm Chân, đừng sợ. Tôi nhượng bộ từng bước, rồi từng bước đổi lại sự dẫm đạp và phản bội hết lần này đến lần khác của các người. Tất cả những gì các người liên hợp gây ra, tôi đều nhớ kỹ. Các người nói tôi không phải công chúa, không phải phượng hoàng. Các người muốn đẩy tôi vào ngọn lửa thiêu đốt, muốn nhìn thấy tôi hóa thành tro bụi. Tôi sẽ không để các người được như ý đâu, bởi vì tôi đã không còn sợ bất cứ thứ gì nữa. Không còn nữa. Không có gì phải nghi kỵ. Ngọn lửa mà các người đã đốt sẽ có một ngày, nó nhất định sẽ cắn trả các người. Tôi xin thề. Đàn anh, mời vào. Được. Anh, mẹ nói em nhất định đòi xuất diện. Thật không giống em. Anh còn tưởng em sẽ nhân cơ hội này lẻn ra ngoài chơi mấy ngày. Em là người vậy sao? Phải. Tôi, đàn anh, em đi tắm trước đây. Hai người nói chuyện đi. Được rồi. Anh à, sao vậy? Anh gọi cho Ngụy Ninh không nghe, cũng không biết cô ấy bây giờ thế nào. Yên tâm đi, không sao đâu. Sao em biết? Ban ngày cậu ấy có đến bệnh viện thăm em. Cô ấy thế nào rồi? Không có gì chứ. Bên ngoài nhìn thì nhất định không có gì, nhưng mà trong lòng nhất định là đang rất giận. Con người cậu ấy ghét nhất là bị người khác đổ oan. Thật ra anh phát hiện có những lúc em còn hiểu cô ấy hơn anh. Dạ Miểu, tại sao trong chuyện đạo cụ lần này em chưa từng hoài nghi Ngụy Ninh có liên quan đến chuyện này chứ? Không biết là gì sao? Không có lý do, là bản năng thôi. Anh, sao anh lại hỏi em câu này? Không phải là anh vẫn còn hoài nghi là do Ngụy Ninh làm chứ? Không có.
Anh rất tin cô ấy. Chỉ là anh không nên tin tưởng cô ấy không theo bản năng. Nhược Trí, cậu ngủ chưa? Phim được thuyết minh bởi YoYo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Show.